Rồi rồi chúng ta. Rồi. 2627 cộng 27 2627. Rồi 26 lên. Để lên nha. Ra lên, ra lên. Xin được chúc mừng vì các bạn chúng ta vừa có thành công vị trí liên kết 29 ạ. Dạ rồi các anh chị ơi, mình có thể up phiếu lên trên cái bảng để có thể đảm bảo được cái quyền lợi cho quý vị khách hàng trong buổi bán ngày hôm nay. Xin tất cả quý cô chú anh chị, lần nữa chúng ta xin được chúc mừng các giao dịch đã chuyển cập thành công ở những vị trí liên kết. Thành công rồi, ok, cầu em ơi. Chúc mừng quý vị đã thành công và chọn được cho mình những vị trí vàng 26 27 giải lên 26 27 lần 27 chiến thắng cộng 45 chiến thắng thành công 45 thầy cầm tao với tụi hả hả cái lần người ta là khách hoàn cộng luôn á nha hả khách hoàn cộng luôn á rồi bảo lên rồi 13 là khách cộng rồi chúng ta đã chuyển cập thành công với những vị trí của quý vị đầu tư trong buổi sáng ngày hôm nay với các chú anh chị và với dự án lập bánh thì các quý vị có thể nhìn thấy là báo cho giám đốc cho nhân sự nhá tân cơ tân tân rồi điện ra giam loa nói đi lô hàng chín nha lô hàng chín cậu xếp rồi lô chín cậu rồi 26 27 cậu luôn nhá 27 là 9 là cậu ơi mấy 15 9 cậu hả 18 là 9 cậu rồi nhá các em nhá đi ra lên đường coi chừng mấy anh chào trùng hết xếp rồi 18 9 đúng không dạ 18 19 rồi rồi sang mấy bước sang mấy bước rồi ok 18 là 9 khách cậu nhá 18 19 khách cậu ơi bỏ con trai nghe đọc lên lên bỏ lại lên lên cầm lên, bắt cầm lên, đó tay hậu, quá, nhanh lên. Những cái vị trí này nhất là dự án lập khánh và các bạn quý vị các chị và hiện tại các cái vị trí này mà chúng ta và mình đây là những cái giá trị sinh lời thì hiện tại mình xin được thật nhiều một chút vui và một lần nữa. Cô làm cặp đấy nhá. Ôi mấy cặp đây, ôi mấy cặp đây. Hai sao về cậu chưa? Bốn năm cậu rồi nha. Bốn năm cậu rồi. Bố nào cọc các bạn phải báo gió là có cái cọc chồng treo lên nhau nhá. Gần đây nó cọc chồng treo lên nhau nhá. Gần đây nó cọc chồng treo lên nhau nhá. Rồi rồi. Người 89 chồng rồi nhá. Người 89 là khách sạn Mỹ Phước cậu nhá. Các bạn cứ chào ông 89 sạn Mỹ Phước cậu nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.